Mình xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Cuộc sống hàng ngày của gia đình hai bà cháu Chen. Hôm nay gia đình hai bà cháu Chen muốn chia sẻ gửi đến với tất cả mọi người món cháo vịt, tự vì hôm nay cháu Chen cũng ốm và ông thì đau răng, cho nên là mình sẽ nấu cháo để cho hai ông cháu cùng ăn. Mình nấu cháo vịt thì mình chuẩn bị ở đây là lửa con vịt và hành tươi, tía tô, một củ hành tây, nấm hương, hành khô và một lát gừng. Mình sẽ nấu cháo vịt với lì đỗ xanh, gạo nếp và gạo tẻ và các gia vị thông thường nhà bếp thôi, nước mắm, nêm, muối, tiêu, bột ngọt và đường phèn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắc bếp và đi nấu cháo nhé. Hai con chào khán giả đi. Em Chen chào khán giả đi. Mình chuẩn bị đây một nồi nước và mình nước sôi, bây giờ mình sẽ cho gạo vào nhá. Gạo mình đã sơ chế và ngâm qua nửa tiếng rồi. Cho gạo vào thì mình cũng cho vịt vào luôn. Mình cho vịt vào mình luộc cùng với lì gạo để cho cái nước vịt nó ngấm ra cho nó ngọt á. Đó, vịt này mình sơ chế rồi. Cách sơ chế thì ai cũng biết rồi, mình cũng bỏ qua bước này luôn. Mình rửa qua rượu gừng và muối, mình chà sát sạch sẽ, xong rồi mình vớt ra. Đó. Trong khi mình nấu thì thi thoảng mình sẽ cho một chút gia vị vào đây cho thơm này. Mình sẽ cho vào đây là một củ hành tây và vài củ hành khô nhé, cho thơm. Đó. Tiếp đó là gừng. Gừng này mình sẽ thái ra làm ba. Rồi. Nấm hương chốc nữa mình sẽ cho vào sau. Sau khi mình nấu thì thoảng mình sẽ ngoáy như thế này cho cháo của mình không bị bén đít nhé. Nồi cháo của mình bắt đầu sôi, bây giờ mình sẽ nêm thêm gia vị vào này. Mình nêm vào đây hai xìa cà phê hạt nêm, hai xìa cà phê muối và một chút đường phèn nữa nhé. Khoảng nửa xiên phở đường phèn. Mình sẽ cho hết cái phần nấm hương vào đây cho thơm này. Rồi. Trong khi chờ đợi cháo được, mình sẽ đi thái các cái rau gia vị này. Mình thái cái phần gốc này mình để riêng nhé. Cháo vịt này mình cho tía tô mọi người ạ, rất dậy mùi và thơm, và ăn tía tô rất tốt, nhả người nữa. Hôm nay mình làm video cũng trời cũng sắp xỉ tối rồi, mình phải tắt điện, cho nên hình ảnh video có xấu thì mong mọi người thông cảm. Rồi bây giờ vịt của mình cũng đã mềm và dừ rồi, đây nào, mình sẽ vớt ra nhé. Đó. Cháo như này là cũng được rồi đây này mọi người này. Bây giờ mình sẽ vớt hết các củ hành ra này, củ hành tây thôi.
Giờ mình sẽ nêm thêm vào đây một chút nước mắm, cho vào đây nửa xìa ăn phở nước mắm này, rồi một chút bột ngọt nữa thôi, mình cho tí xíu bột ngọt nữa thôi này, 1/3 xìa cà phê bột ngọt, từ vì mình cho hành tây, như lúc nãy mình cho một chút đường phèn vào nữa rồi, cho nên là cháo rất thơm và ngọt. Giờ mình sẽ nếm thử xem là gia vị mình đã vừa chưa. Rất vừa ăn rồi. Mình tắt bếp và cho ít rau gia vị vào đây là xong. Cho ít dọc hành củ vào này. Một chút hành tươi này. Một chút rau tía tô. Rồi, thế là cái nồi cháo vịt của mình đã hoàn thành. Và mình sẽ múc ra tô và thưởng thức. Mình tranh thủ nấu nồi cháo vịt cho hai ông cháu ăn. Hôm nay các con nhà mình cũng đi làm vắng, không ăn cơm ở nhà. Ông thì ốm đau răng, cháu cũng ốm, nên mình nấu nửa con vịt để cho gia đình cùng ăn. Thì mình cũng chia sẻ cách nấu riêng của gia đình nhà mình gửi đến tất cả mọi người. Bây giờ nồi cháo cũng đã hoàn thành rồi, mình sẽ nếm và ăn thử xem hôm nay mình nấu như nào. Bây giờ mình sẽ cho một chút hạt tiêu vào nhé. Nấm hương mọi người này, mình nấu cháo mình hay cho một chút nấm hương vào, rất thơm và ngon, dậy mùi lắm. Cháo hôm nay mình nấu cũng vừa vừa phải này, không cũng không đặc quá mà cũng không lỏng quá, rất vừa ăn. Mình mời tất cả mọi người dùng cháo với gia đình nhà mình. Cháo rất vừa ăn, rất ngọt, thơm của mùi nấm hương và tía tô với hành tươi. Nấu cháo vịt hay cháo gà thì quê mình rất hay cho thêm một ít lá tía tô. Lá tía tô này ăn rất nhiều tác dụng, nếu như mà ai mà đau đầu hoặc là cảm cúm, ngạt mũi, hắt xì hơi đó, mình nấu mình cho hành tươi và ít cái lá tía tô này vào ăn giải cảm, chống cảm rất chi là tốt. Cách nấu của mình thì cũng rất đơn giản, nhanh chóng gọn lẹ thôi, nhưng mà cũng rất chi là thơm ngon. Hồi này đi học nhiều, cháu Chan hồi này đi học nhiều ít là làm video với bà, cho nên bây giờ mà bảo lên chào ông bà cô chú là ngại ngùng, xong rồi thẹn, mong ông bà cô chú thông cảm ạ. Mình sẽ nếm thử miếng thịt vịt này. Mình sẽ chấm với nị nước mắm ớt. Thịt vịt rất mềm, rất chi là ngọt, rất chi là vừa ăn. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Mong mọi người thương mến, ủng hộ cho gia đình hai bà cháu Chen, chia sẻ rộng rãi và bấm cho mình xin một lượt thích, một đăng ký kênh để cho mình có động lực làm video tiếp theo. Mình
Mình cũng xin mến chúc tất cả mọi người một buổi tối thật chi là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình thân yêu. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.